xin chào tất cả mọi người. Mình là Phước Sửu. Đây là Thùy Vi. Hai chị em nhà mình hôm nay là khám phá toàn bộ Phú Quốc và một địa điểm rất là đẹp đó Thùy Vi. Chị Vi biết đây là nơi đâu không? Đây là Vinpearl Safari của Phú Quốc nha mọi người. Cái vườn thú rất là, nói chung là nó đặc biệt hơn những cái vườn thú khác. Ở cái chỗ là những cái vườn thú ở Việt Nam mình thì thường là mình đi vào và mình đi xem thú. Nhưng mà cái vườn thú ở đây thì mình thú này lại xem mình. Đúng rồi. Wow, quá tuyệt vời. Rất là nhiều loài động vật quý hiếm và rất là nhiều loại chim chóc của chị Vi là được là nuôi và thả rông luôn á chị Vi ạ. Và họ được huấn luyện theo rất là nhiều cái bài bản. Đó, hôm nay thì bắt đầu Phước Sửu và cùng với TV mình đi dạo một tí xíu để mình tham quan cái vườn thú này chị Vi ha. Một cái vườn thú rất là rộng và theo cái quy mô của Vin đầu tư đó là đây là một cái nơi hút khách bậc nhất của Phú Quốc các chị Vi. Thì ở đây á thì khi mà chị Vi check in tới đây á là chị Vi có thể là đi mua sắm nè, nhưng mà chị Vi không bao giờ quên được là vào một cái khu gọi là thiên nhiên rất là đẹp, không chị Vi? Chị Vi có cảm nhận như thế nào khi mà chị Vi đến nơi đây? Thì nói chung là mình cảm thấy là đầu tiên là mình khi mình đến Phú Quốc là mình đã cảm thấy là rất là sảng khoái. Rồi xong rồi với cái không khí bên rừng, bên biển và một cái rừng nguyên sinh rộng lớn như thế này á, thì là một cái gọi là một bầu không khí rất là trong lành. Rồi. Đúng rồi. Ở đây á thì du khách ở đây tới rất là đây rất nhiều ha. Thì ngoài cái việc gọi là ngoài cái việc ở đây là tới đây du lịch nghỉ dưỡng thì ở đây còn rất là nhiều cái thứ để người ta đến, bởi vì ở đây hải sản rất là ngon nè, rất là nhiều địa điểm check in nè, rồi á là mà cái... đúng mệnh danh đúng là đảo ngọc luôn, tại vì rất là nhiều ngọc, đúng không? Lý do sao rất mà là chị rẻ luôn à? Ngọc là ở đây là ngọc trai phải không chị? Trời ơi, em tưởng đâu là đảo ngọc là xung quanh là toàn những cái gì quý giá hơn. Nói đến ngọc thì Phước Sửu nói ngoài cái ngọc của ngọc trai còn ở đây là một cái vùng đất quý hiếm và rất là nhiều cái cơ hội để đầu tư về bất động sản, không chị Vi? Đúng rồi. Đấy, thì mọi người hãy cùng theo chân Phước Sửu và Thùy Vi để khám phá tất cả những cái gì về Phú Quốc và tìm hiểu những cái cơ hội đầu tư, không chị Vi? Thì chị Vi khám phá về Phú Quốc hôm qua giờ rồi, chị Vi đi được những đâu và chị Vi thấy cái tiềm năng về cái Phú Quốc như thế nào khi mà chị Vi chọn cái nơi đây là một cái nơi sắp tới để chị Vi đầu tư? Thì nói đến Phú Quốc thì mình phải nói đến điểm đặc biệt của Phú Quốc, chính là một cái vùng đảo và nước cực kỳ là trong, cùng một vùng biển rất là đẹp. Ngoài ra thì hiện tại thì Phú Quốc sau khi một thời gian mình cách đây mình quay lại khoảng chừng 4 năm thì mình thấy nó sung túc lên rất là nhiều, tức là tốc độ phát triển cực kỳ là nhanh. Và ngoài ra thì khi mà mình đến sân bay đợt này thì mình có nghe cái anh ở khai thác mặt đất ở sân bay á, anh nói là trong cái thời điểm dịch nhưng mà hiện tại sân bay đang tiếp là một ngày khoảng 60 chuyến bay đến 60 chuyến bay đến Phú Quốc. Đúng rồi, quá tuyệt vời phải không? Đấy. Thì nói như vậy là cái lượng gọi là khách du lịch đang trong nước thôi, bởi vì chưa có mở cửa cho đối với nước ngoài trong cái tình hình dịch này mà cái lượng khách về rất là đông. Thì mình nghĩ là Phú Quốc bật sau khi mở cửa đón khách du khách nước ngoài thì cái lượt khách check-in du lịch về Phú Quốc càng nhiều hơn, phải không chị? Thì với một cái điểm đặc biệt đối với bất động sản của mình á, thì để mà nó tăng bền vững nhất á, là nó phải kéo được nhiều cái người, cái khách tới cái vùng đất của mình. Mà những người khách đó là những người khách du lịch, khi họ tới họ sẽ xài tiền ở trên cái mảnh đất này. Đúng thì rồi, làm cho giá trị bất động sản sẽ tăng phi mã, nó sẽ tăng rất nhanh. Nó có thể x4, x5 và có thể là x10 trong thời gian. Đúng tới rồi, là một cái cơ hội đầu tư rất là tốt cho khách hàng mà chưa có sở hữu đất ở Phú Quốc, không chị? Nói đến Phú Quốc thì nó rất là nhiều cái dự án nổi tiếng tại Phú Quốc, như chị Vy được biết là Renver ha, rồi May Home ha, rồi còn rất là nhiều cái tập đoàn khác và có những cái tập đoàn đang đầu tư về những cái quy mô rất lớn ở tại những cái bãi biển ở Phú Quốc. Cùng với mọi người đây sẽ chia tay mọi người và hẹn mọi người lại cái một cái video tiếp sau, là video những cái video sau là đoàn chúng mình sẽ review tất cả những cái mảnh đất và những cái dự án rất là đẹp tại Phú Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người.